Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ quay về lấy mấy cái date của Stone. Thì bây giờ khá là nhiều việc và không online để chơi được. Thì nhiều bạn cũng về inbox nhiều cái date. Thì nói thật thì tôi có hứng thú với date nào thì tôi mới làm date đó thôi. Chứ nhiều bạn inbox quá cũng không biết làm date nào hết. Và cũng không có thời gian để làm hết được. Tại mỗi bạn cứ inbox mà yêu cầu một date thế này thì tôi không thể nào làm hết được. Nên tôi thấy hứng thú với date nào tôi sẽ làm được đó. Còn bây giờ tôi các bạn gửi những cái date nào mà tôi cảm thấy ok, thấy date này đang có hứng thú với date này thì tôi sẽ làm được đó cho các bạn xem nhé. Thì đi các bạn thông cảm tôi nha, tại vì tôi rất là nhiều việc chứ không phải ngồi chơi game không mà test date không cho các bạn xem được. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái date của Shaman, đó là cái date với Shaman. Date này đánh dựa vào sự overload khá là nhiều. Thì overload để làm gì? Overload để mình có thể gọi ra được cái con Snow Fury Gen này. Và trong đây có con Y ai thì nó sẽ đẻ ra con 10-10. Thì nó cũng ra một con rất là to, code 5. Nên nó mới gọi là cái Dead Big Shaman. Tên kiểu nó cũng đại loại vậy thôi chứ không có gì kiểu như nó mới Big Red được. Thì mình đánh cũng kiểu control thôi. 4 mana thì có con 7-7 này, 5 mana thì có con 7-8. Đó, mà chúng ta kết hợp thêm những cái lá mà gọi sống dậy như vậy, hồi sinh như vậy nè. Rồi hoặc là cái lá copy, nếu mà bạn bút hồi sinh mà được cái lá phải lệnh này nó copy nữa thì sẽ rất là kinh tởm á. Nó còn lại thì những cái lá dọn bàn thôi, Devo dọn bàn, như là Lightning Storm, rồi Volcano, những cái lá này dọn bàn thôi. Deck này tương đối cũng khá đớt. Nếu mà nào có điều kiện thì có thể thử, thì deck này tôi để trong phần community deck thôi. Chỉ là deck để thử thôi chứ không biết có leo răng được hay không. Thì tôi sẽ đánh thử một game cho các bạn xem. Nếu các bạn xem xong video các bạn thích thì nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ channel tôi nha các bạn. Rồi khi xem video thấy bạn cảm hình lên thì nhớ like cho tôi một cái. Cảm ơn các bạn trước và mời các bạn xem video gameplay của nó. Is someone injured? Đây này nó đánh vô trụ này để cái trụ này hồi máu và nó có thể rò kẹt. My shield for Argus. Hmm.
Người ta hát con này là điều hai đàn cũng không chết được. My shield for Argus. Mình thấy gì có được cấp 4 đâu. Gây sạch bò luôn. Nhưng không có gì thay đổi. Ok. Well played. Incredible. Thật bò. Nó đánh kiểu Argo mà. Mà Rick này đánh kiểu Argo. Chơi con này, chơi con này, chơi con này. Quăng ba đạp nào. Yeah. Nó vô lát mới được có 5 mana thôi. Ghê quá, ghê quá. Sao quá mấy mẹ ơi. Giờ sao đỡ. Qua được cái đống này cũng hơi mệt. Qua được hai con tàu này của mình nó cũng hơi mệt. Yeah.
đâu thể nào vô được.